trong đây nhóm cứ chia camera Panasonic Lumix S5 Mark II X. Lúc khi mới bao nhóm mau Hà Nội, chỉ mơ trong năm tháng nắng bị mê kịch là nhưng thoát bi đâu cho một camera mới nè. Chúng nhóm năm phèn ở nơi pi sản phẩm của camera mới này. Chương camera mới nâng cứ on overhead thế, bùa được sao vì miền cooling system nó trong nâng. Camera mới này anh thoát là hô từ đó 6K 30 frame. Hai camera mới này có miền real time là đấy. Chương một dân trên đường này ở top score với chỉ real time là thế, ai cho từ một video chăn nhóm bạn. Camera mới này miền 4 point nhiều tổ chức. Chương shot này đường này bán khởi những cứ thoát bằng handheld từ đó, cứ miền phở gimbal này. Chương nhóm khởi thay active stabilize bộ vía, update máu lo mà tên. Ok, mũi tiết camera này nhóm phở ngay cứ Panasonic F5. Chúng mình sẽ dùng JP autofocus bỏ F5 với cư vì hiện là ổn tính hoặc smooth đấy. Nhưng bạn sẽ từng phi camera khuyên theo autofocus với lươn một tên. Ở đây dùng tech phí autofocus. Chỉ tới bởi sẽ dùng thoát wide shot chứng vì sẽ khuyên đẹp bóng phía mà này bởi sẽ dùng autofocus. Cho nên dùng sẽ mũ đá một chất. Cho nên thật ta camera mới nâng ai chập phục hợp nhóm phản ngọt. Mình không thể autofocus chập bàn xuống chứ bà sẽ lấy bài thoi khối, lấy bài một mục quýnh. Chứ là autofocus chập đường vật này. Ok. Chân lớn xem videographer cứ dùng ai thoát ProRes trong camera một. Khoai mùi kia trong khỏi nó cứ nhâm trăm vui. Ở lời đứng nhạc tặng ai record SSD bàn để phở Type-C này. Cabby function tặng ông này nhâm rịp đoán nó cứ lớn dự ai live stream bàn để phở wireless chúng mùi nâng app built-in bàn một. Nhâm style hướng mùi để camera mùi nâng ở bàn thử cứ ở miền 4K mà rồi play frame này. Và ta dùng ai thoát slow motion Full HD bàn là hô tạo ra mà rồi 80 frame mà ta. Ở lớn cứ cái làng của nó 4K chân nhâm anh đang hạ đây bàn cái ớt palette mà rồi play frame lại. Chúng ta sẽ nhìn thấy trong test camera mới đi, ai chơi test nơi khác xoay đặt bằng.